Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bao giờ hết giãn cách xã hội. Giãn cách xã hội là một biện pháp đang được tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm phổi Vũ Hán đến từ Trung Quốc. Theo thống kê của hãng thông tấn AFP của Pháp, hơn 3,9 tỷ người, tức là tương đương với 50% dân số toàn thế giới, đang thực hiện yêu cầu ở nhà nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này. Câu hỏi được đặt ra là giãn cách xã hội có hiệu quả như thế nào trong đại dịch và bao giờ thì có thể kết thúc nó? Giãn cách xã hội hay còn gọi là cách ly xã hội là các biện pháp đang được thực hiện nhằm giảm thiểu tiếp xúc vật lý và thường được coi là tuyến phòng thủ đầu tiên để đối phó với đại dịch truyền nhiễm như viêm phổi Vũ Hán này. Đây là hình ảnh biển báo nhắc nhở thực hiện quy trình nguyên tắc không tụ tập quá 10 người cách nhau tối thiểu 1 mét đặt ở bên ngoài và trong khắp lối đi của các trung tâm thương mại tại Singapore hiện nay. Ba Du, giáo sư về dịch tễ học và sức khỏe môi trường Đại học Canterbury, New Zealand cho biết, giãn cách xã hội là cách tạo ra khoảng cách vật lý, làm hàng rào giữa hai hoặc nhiều người, từ đó giúp tránh hoặc tạm dừng quá trình lây lan của cúm Vũ Hán. Cách ly xã hội bao gồm các biện pháp ngăn chặn hoặc làm chậm lại sự lây lan, lan truyền, truyền nhiễm, giữ một cách khoảng cách cụ thể giúp cho mọi người và không tụ tập đông người, hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, tuân thủ nghiêm ngặt rửa tay và vệ sinh, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Qua đó sẽ giảm khả năng tiếp xúc giữa những người bị bệnh với những người không bị nhiễm bệnh và tránh sự lây lan tiếp theo. Nhiều biện pháp giãn cách xã hội đã được các quốc gia áp dụng để làm giảm sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán như ngăn cản đám đông tụ tập, đóng cửa không tham gia các công cộng cũng như các trung tâm giải trí, quán rượu và sàn nhảy, đóng cửa trường học và một số nơi còn áp dụng tình trạng giới nghiêm hoàn toàn buộc mọi người phải ở nhà. Tuy tự cách ly cũng là được coi là một hình thức giãn cách xã hội, nhưng có sự khác biệt quan trọng. Tự cách ly và cách ly nhằm mục đích tránh không để người đã nhiễm bệnh hoặc người đã có liên hệ với người nhiễm bệnh có thể truyền cúm Vũ Hán cho người khác. Giãn cách xã hội là biện pháp rộng hơn nhằm mục đích tránh tình trạng mọi người lẫn lộn vào nhau khiến tình trạng lây nhiễm lan rộng trong dân chúng và dẫn đến các cơ sở y tế quá tải, không thể chữa chạy kịp thời. Đã có nhiều trường hợp và nghiên cứu cho thấy biện pháp giãn cách xã hội phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong lịch sử và tiêu biểu là dịch cúm Tây Ban Nha vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Và đây là hình ảnh của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 đã ra chỉ thị cách ly toàn xã hội tại Việt Nam. Vào lúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, một dịch cúm bắt đầu lan rộng toàn cầu, về sau này người ta đặt là cúm Tây Ban Nha, có tác động đến 1/4 dân số thế giới khi đó, với số lượng người tử vong ước tính từ 500 cho đến 100 triệu người. Đây là một trong những dịch bệnh chết người nhiều nhất trong lịch sử loài người. Giữa đại dịch đó, trong suốt tháng 9 năm 1918, các thành phố khắp Hoa Kỳ đã lên kế hoạch cho những cuộc diễu binh và diễu hành cổ động mua trái phiếu tự do bán ra để giúp cung cấp kinh phí cho hoạt động chiến tranh tại châu Âu. Ở Philadelphia, nơi 600 binh lính đã bị nhiễm cúm này và lãnh đạo thành phố khi ấy đã quyết định vẫn cho phép tổ chức diễu hành. Trong khi đó, thành phố San Luis, bang Missouri đã quyết định hủy diễu hành và đưa ra các biện pháp nhằm giới hạn đám đông tụ tập. Một tháng sau đó, hơn 10.000 người ở Philadelphia đã chết vì cúm Tây Ban Nha. Trong khi đó, số người tử vong ở San Luis chỉ dừng lại con số 700 người mà thôi. Diễu hành không phải lý do duy nhất tạo ra sự khác biệt về tỷ lệ người chết, nhưng các con số cho thấy tầm quan trọng của biện pháp giãn cách xã hội. Trong thời điểm diễn ra bệnh dịch thì đây là một điều hết sức quan trọng. Một phân tích về phương pháp can thiệp thực hiện tại nhiều thành phố trong vòng những thời gian qua tại Hoa Kỳ trong năm 1918 cho thấy những nơi cấm tụ tập đông người, đóng cửa rạp chiếu phim, trường học và nhà thờ từ sớm có tỷ lệ chết người thấp hơn rất nhiều những nơi vẫn cho mở. Và giãn cách xã hội được đánh giá là một chiến lược quan trọng để kiểm chế đại dịch viêm phổi Vũ Hán hiện đang là đặc biệt nhằm ngăn chặn lây lan với cấp số nhân như hiện nay.
Đây là hình ảnh viêm phổi Vũ Hán là bệnh có số lây lan rất lớn, đặc biệt là khi người dân di chuyển quá sát nhau như thế này. Mỗi người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán được cho là có thể lây nhiễm cho trung bình từ 2 đến 3 người trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Sự lây lan này được các nhà khoa học và dịch tễ học sử dụng làm con số lây lan. Giai đoạn ủ bệnh là thời gian từ khi nhiễm bệnh cho đến khi triệu chứng xuất hiện, với viêm phổi Vũ Hán là khoảng 5 ngày. Dù có thể đến 14 ngày sau, thậm chí còn lâu hơn nữa, triệu chứng mới xuất hiện. Nếu bạn bị nhiễm mà vẫn tiếp tục giao tiếp với xã hội như thông thường, là khả năng cao bạn sẽ truyền dịch cúm Vũ Hán cho 2 đến 3 người bạn hoặc người thân trong gia đình, và mỗi người trong số họ sẽ lại tiếp tục lây nhiễm cho 2 đến 3 người khác. Trong vòng 1 tháng, một ca bệnh có thể dẫn đến 244 ca bệnh khác theo cách lây truyền này, và trong 2 tháng, số người bị nhiễm bệnh sẽ tăng lên con số 59.604 người. Tình hình còn phức tạp hơn nữa do cúm Vũ Hán này được cho là có thể lây truyền từ người nhiễm bệnh nhưng không có bất cứ triệu chứng gì. Một nhà nghiên cứu do Lawrence từ Đại học Texas ở Austin ước tính rằng sự lây lan trong âm thầm này có thể xảy ra với khoảng 10% số ca bệnh. Ước tính có khoảng từ 1 đến 3% người nhiễm bệnh nhưng không biểu hiện triệu chứng gì. Những người này có thể không biết để mà tự cách ly, nhưng nếu họ thực hiện tốt những yêu cầu giãn cách xã hội như chỉ ở nhà và duy trì khoảng cách an toàn với người khác, họ sẽ giúp tránh tình trạng vô ý khiến cúm Vũ Hán lan đi. Khi đó, tốc độ lây lan được giảm đi và hiệu ứng domino được ngăn chặn. Và việc kéo dài thời gian cúm Vũ Hán lây lan trong cộng đồng, dân cư và đẩy lùi đỉnh dịch khiến một số ca nhiễm bệnh được trong cùng một thời điểm ở mức cao nhất sẽ chậm xuất hiện hơn. Đây là hình ảnh biểu đồ cho thấy mức độ tấn công của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nếu chậm áp dụng các cách ly xã hội đối với bệnh nhân chuyển nhiễm này. Một trong những mục đích chính của giãn cách xã hội là đè thấp đường cong, có nghĩa là làm chậm lại quá trình lây lan của cúm Vũ Hán đến người. Bảng biểu diễn cho thấy số người nhiễm sẽ lên đỉnh điểm nhanh hơn rất nhiều nếu không có giãn cách xã hội. Với giãn cách xã hội, đường cong tăng lên của biểu đồ thấp hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là vào bất cứ thời điểm nào thì số người nhiễm và từ đó đến số người cần chăm sóc, cấp cứu và cần sử dụng tài nguyên sẽ thấp hơn. Theo một mô hình tính toán được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia Anh, London, đại dịch viêm phổi Vũ Hán có thể cướp đi sinh mạng của khoảng 20 triệu người trên toàn thế giới trong năm nay, ngay cả khi mọi người thực hiện các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội. Mô hình của các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu các quốc gia không áp dụng giãn cách xã hội, sẽ có khoảng 40 triệu người trên toàn thế giới tử vong. Tuy nhiên, thiệt hại có thể giảm đi một nửa nếu mọi người hạn chế 40% các cuộc tụ họp xã hội và người già hạn chế tương tác với 60%. Các nhà khoa học chỉ ra rằng nếu giãn cách xã hội được triển khai từ sớm và được duy trì trên quy mô rộng rãi, chẳng hạn giảm đến 75% tỷ lệ tiếp xúc giữa các cá nhân, biện pháp này có thể cứu sống 38,7 triệu người trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và thực tế cho thấy hiện nay biện pháp giãn cách xã hội đã có hiệu quả tại tỉnh Hồ Bắc, nơi bệnh viện viêm phổi Vũ Hán được phát hiện đầu tiên ca nhiễm này. Đây là hình ảnh một trong những con đường bị chặn lại ở Vũ Hán, Hồ Bắc sau khi thành phố bị phong tỏa, ảnh chụp vào ngày 7 tháng 2 năm 2020. Nghiên cứu về tìm hiểu tình trạng lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán cho thấy rằng khi biện pháp áp dụng được cách ly trên quy mô lớn, người ta thấy tỷ lệ lây lan trong thành phố giảm từ 2,35 xuống còn gần 1. Khi tỷ lệ lây nhiễm tiến đến 1, số ca mắc bệnh sẽ ngừng tăng thấy rõ vì mỗi người nhiễm bệnh chỉ lây cúm cho một người khác mà thôi. Mô hình mà Trung Quốc thực hiện cho thấy mức độ giãn cách xã hội ở quy mô lớn chính là then chốt làm giảm con số lây lan ở Vũ Hán và rộng hơn là ở vùng Hồ Bắc. Điều này kết luận rằng biện pháp phong tỏa được áp dụng ở trung tâm dịch bệnh càng sớm bao nhiêu thì dịch bệnh sẽ càng thu hẹp bấy nhiêu. Một nghiên cứu của các nhà kinh tế từ Đại học Princeton, Đại học Thượng Hải và Đại học Hồng Kông ước tính rằng nếu thành phố Vũ Hán không áp dụng các biện pháp phong tỏa, sẽ có thêm 65% trường hợp nhiễm dịch bệnh tại 347 thành phố của Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nhiệt đới và Vệ sinh London cũng dự báo rằng các biện pháp giãn cách vật lý ở Vũ Hán sẽ áp dụng hiệu quả cao nhất nếu thành phố kéo dài lệnh phong tỏa đến đầu tháng 4. Trước đó, các quan chức Trung Quốc đã tuyên bố Vũ Hán dự kiến sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa vào khoảng ngày 8 tháng 4 tới đây.
Và các ghi nhận ban đầu cũng cho thấy giãn cách xã hội phát huy hiệu quả tại Ý, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở châu Âu. Đây là hình ảnh một bảng điện tử ở vùng Lombardy, Ý, khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài. Những chiến lược khác nhau được áp dụng ở hai thành phố Bergamo và Lodi đã dẫn đến số ca lây nhiễm hoàn toàn khác biệt. Ở Lodi, ca lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên được phát hiện vào ngày 21 tháng 2 và sau đó 2 ngày lệnh cấm đi lại đã được ban hành. Và ngày 24 tháng 2, tất cả trường học, đại học và các sự kiện thể thao, văn hóa giải trí đã bị hủy bỏ. Còn lại tại Bergamo, các ca nhiễm bắt đầu được phát hiện vào ngày 23 tháng 2 ở một vài đô thị và báo chí đã thảo luận về việc cấm tương tự, nhưng lệnh cấm này không được áp dụng mãi đến khi lệnh phong tỏa rộng hơn được ban hành vào ngày 8 tháng 3. Vào ngày 7 tháng 3, cả hai thành phố đều có khoảng 800 ca lây nhiễm. Nhưng đến ngày 13 tháng 3, số ca nhiễm tại Bergamo đã lên tới 2.300 ca. Trong khi tại Lodi chỉ có số lượng ca nhiễm ít hơn một nửa số trên với 1.100 người mà thôi. Cả hai tỉnh đều có cấu trúc tuổi tác và dân cư tương tự nhau, với khoảng 21% dân số trên 65 tuổi. Các nhà khoa học phân tích, dù nói chung Bergamo có dân số đông hơn Lodi, nhưng các cụm đô thị và các số bệnh nhân khởi nhiễm có kích cỡ tương tự và vì vậy có thể so sánh với nhau khi tìm hiểu về giai đoạn diễn biến ban đầu của dịch bệnh. Tất cả các quốc gia sẽ phải đối mặt với những quyết định đầy thách thức trong vài tuần và vài tháng tới về việc họ nên áp đặt giãn cách xã hội trong bao lâu. Tuy nhiên, chỉ giãn cách xã hội thôi thì chưa đủ mà cần phải được thực hiện song song với việc giám sát y tế ở mức độ cao, nhanh chóng và tiến hành xét nghiệm hàng loạt và cách ly triệt để các đối tượng và các trường hợp bị bệnh nhiễm cúm Vũ Hán. Và như vậy, giãn cách xã hội đã mang đến những tín hiệu tích cực được chứng minh là hiệu quả trong những dịch bệnh trước đây như dịch cúm Tây Ban Nha diễn ra vào năm 1918 cho đến năm 1919, hoặc dịch SARS vào năm 2003. Và tới nay, tại thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra, khi con người vẫn còn chưa tìm ra thuốc đặc trị và vaccine để phòng căn bệnh nguy hiểm đến từ Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.